Đào bắt đội nào tối nay? Tối nay ai đá nhỉ? Tối nay là Bồ Đào Nha đá Việt Nam. Anh Bồ Đào Nha. Dạ. Hứa rồi nha. Anh Bồ Đào Nha là anh là bồ của Đào đó. Anh chỉ mất dạy. Em làm biết thế nào? Không được thôi, làm ghê vậy. Vậy thôi anh đi bắt Việt Nam. Anh nằm dưới. Vậy Đào nằm trên ha. Anh nằm dưới, Đào nằm trên, chấp hai trái, khoái. Anh khoái nhìn ra, ra, ra chấp hai trái chà bá lửa luôn. Hai trái gì không nổi. Anh dài lắm mà. Đào không biết gì bóng đá đó. Anh rồi quá rành về bóng đá đi rồi. Em biết cầu thủ nổi tiếng của đội Pháp đúng không? Không, em không biết đâu. MB3. MB3 là cầu thủ nổi tiếng của đội Pháp. MB3 là nghe nhạc mà, nghe nhạc MB3 mà. MB3 là cả nhạc đúng rồi. MB3 là phần mềm nghe nhạc lộn. Nói lái nó lộn tới lộn lui hoài. Vậy anh nói lái cái tên của Đào sao nghe hay tặng cho Đào đi. Cái tên của em hả? Lái lại cho vui hả? Anh nói lái hay lắm. Đào không nụ. Đào không nụ nè. Đào không nụ nãy giờ hả?